Đây các bạn, mình cái hồ vàng tét vô ha, xong là nó ráo rồi mình quét ha. Cái này là cái quét nó mới dính nha bạn. Trước đây nó tét nước ha. Đây cái san hô này nó ướt không ạ. Giờ anh nào làm tính quế, làm đi thi công riết đói luôn. Cái đường nó hơi nước. Không, nhưng mà giá đó là vẫn rất là mềm rồi, không có thằng nào thi công được đâu, uy tín luôn. Nếu giá 1 triệu 2 là không có thằng nào thi công đâu. Thì cắt bỏ hả? Đi. Nào làm nấu tây ngoài thị trường làm giá tây giờ ngoài thị trường hàng tết thì nó đắt lắm, 100 đi, quân 120 chứ có nào rẻ hơn nào đâu. Mấy chầu bà Đế Vương, mấy chầu bà Đế Vương kim cương gần 120, chầu bà đó quân à 120 là bay bí xíu quá. Bây giờ bà Đế Vương nó mắc lắm, nó có rẻ đâu. Còn nhiều không? Thấy là nhiều nữa không? Thánh này là thánh ăn dữ quá, thánh ngầu không. Thánh đổi cho anh em kiếm miếng cơm miếng béo. Lấy một bộ ăn được miếng cháo miếng cơm. Với thánh ngầu không, thánh chơi. Có thể sớm em rút mấy cây trắng về đây ăn. Vàng quá vậy. Rút cây trắng về em. Rồi đặt cái máy ra anh em coi, mình làm thôi chứ mình không có thời gian nữa quay. Một chút nữa nó hoàn thành thì không biết tiếp nha. Bây giờ cũng gì cơm áo gạo tiền nữa. Mình cũng chia sẻ ghê lắm. Chia sẻ niềm đam mê hạnh phúc, làm thân thiện với môi trường.
bê ra đó. Bây giờ còn có người quay chia sẻ các bạn, hồi xưa ai có, xưa ai đâu chỉ, đúng không? Ai cũng giấu ngựa, riêng chúng mình mà chia sẻ hết, không có cái gì giấu. Ai làm được thì cứ làm. Làm cái này chú ngang. Người nào làm? Đã làm là chưa bằng nước rồi. Ai làm được thì mừng cho người đó. Có cơm có gạo ăn. Trồng cây nó không hút nước nha các bạn, cây nó không hút lên được nước, nó không hút lên được ha. Nó không đóng riêu, nó không có đẹp như bạn làm cái đé xe vuông. Bạn có tiền là đang quẩn là chuộng nhất là cái đé xe vuông ha. Đé xe vuông này thứ nhất là gọi là thấm thủy ha các bạn, nó hút nước lên nuôi cây. Nó 30 mét vuông rồi, 30 mét tới rồi.
công rồi 4-5 người đó. Chữ lớn là chữ ít thì là trên núi đó. Đây coi, không? Vậy ha. Thì lúc mình làm xong mình phải dùng cái cọ quét ha. Quét cái mí cho nó liền lạc luôn. Đủ cho nó liền lạc ha. Cứng nó chắc được ha. Rồi này thác đậu ấy. Này mới có sơ bộ có đấy đớ chân chưa các bạn. Đây mới có làm phần thu ha. Còn phải cắt tỉa đầu đủ thứ nha. Cắt tỉa đâu nhiều lắm. Tạo nước, tạo núi đồ. Chứ không phải là làm sơ sơ lấy tiền được đâu nha các bạn. Tiền mà đó
thương chưa thấy hết, nhưng mà riêng cái tiền vòng cũng nó tiền con thôi, nhưng mà chưa đến là tiền đế ha. Còn sơn còn diễn đủ thứ các kiểu, chứ không phải là làm xong là giao tại chỗ ăn luôn. Thì còn sai talking to him.
bóp muốn muốn có đẹp. Các bạn thấy không? Tạo một cái hồ nông bộ là nó phải đủ yếu tố ha, tắt nước nè, nó phải bờ thớ này, nó phải đẹp nữa ha, chứ không phải là đỡ lên là gắn vô cái là xong nữa, nó phải cắt tỉa rồi bào làm các kiểu. Cái này là mới còn thô thôi nha, còn thô mà chưa đâu vào đâu nữa. Đã thấy mất này nó gần ra mấy tiếng hồ rồi. Đi phải đi mua san hô nè, mua đé gì à. Đé bây giờ nó mua người ta tưới nước các bạn. Đé này là sáng là phải đi tưới nước. Chứ không phải được cái đá khô đâu các bạn. Chưa lọt xuống cho nó cực này.
Người ta kiếm cái cây người ta sống đi chứ. Ở cái nhà đó có nào làm được gì đâu. Từ khi cái máy móc đầu hư không tải tạo được, chưa chữa được thì mới kêu vô thay máy mới thôi. Làm gì làm được là cửa trên kia ta làm hết chứ. Cửa trên lầu là tao từ mua bánh uống gì làm. Mấy chục năm. Chắc có liệu mà còn làm được, nó chắc mỡ. Mình móc
chỉ cái điểm chính thôi, cho còn những cái điểm phụ là kỹ. Bây giờ quay ngay cho mình, quay cái này nó quá dài đi, thì nhiều người người ta coi người ta sẽ chán nữa. Nhưng mà những người đi làm á, thì người đây sẽ vô người ta coi. Thế là gọi là mấy anh mới ra ngờ đi, thì anh đi vô anh coi cái làm như thế nào, tỉ mỉ cách thức làm như thế nào. Để làm bắt đầu kim đó, để làm đó, đắp bào cục vui 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 làm được. Ngoài nó mỗi cục như này đây, không đóng đinh, nó tá cục ngang mà nó bắt hồ, cục hồ to, nó đóng đinh lên cục ngoài, cô nó cũng làm được rồi. Nhìn xa của mình nó giống như những thật, nói chung là mình là làm tối thiểu nhất cái mạch hồ có thể, nó thì lại sử dụng mạch hồ lại là chính, nhìn đường nét nó không có tự nhiên như cái núi thiên nhiên. Còn cách của nó là cứ làm thứ nhất là sao mà nó không nước được. Cái này nó là nhìn nó không thân nữa là nó làm cục cây xong vô hồ cục cây luôn hả? Đẹp nó không là những cái hốc trồng cây mà để kéo thác nước đẹp là nó đẹp. Thank you.
sư. Đẹp hơn mà do cái thác nước. Nói chung là ông nào mà làm được cái thác nước đẹp là tôi nó đẹp. Cao siêu đấy. Có nó qua cái một cái đầu không sáng thôi chứ. Đây các bạn nó cũng đã sắp hoàn thiện các bạn. Giờ mình sẽ lia gần rồi ha. Tại nãy giờ bây giờ nó sắp xong rồi. Chỉ là xong phần thô, bây giờ cấy thêm thôi. Đây các bạn, cắt nước rồi. Đó. Từ ở trên này. Đó các bạn. Nó sẽ chạy xuống đây. Nó cũng xuống rớt xuống thêm một cái phần cuối cùng nữa ha. Thì cái hồ nữa nha các bạn. Đây đây nè. Nó còn một cái đớ chân ở dưới nữa, nhưng mà cái đớ chân thì xuống ở dưới sẽ đặt ở dưới cái hồ người ta ha. Còn này là mình đang làm cái phần trên ha. Chung làm xong rồi cắt tỉa nó vẫn là đẹp ha các bạn. Thì lúc nào làm xong á, cắt tỉa rồi xong hết thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem tiếp ha. Rồi bây giờ nó clip này cũng đã quá dài thôi, mình xin kết thúc ở đây ha các bạn. Giờ nó cũng đã chiều chuẩn bị sắp sửa nghỉ rồi ha. Thôi thì bye mọi người ha. Hẹn mọi người lại một clip sau gần nhất của chú Minh ha. Chúc mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe và bình an, luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Bye mọi người.